Sau một thời gian dài do dịch bệnh không được ra rạp xem phim, từ giờ chúng ta đã có thể thưởng thức những bộ phim ma kinh dị ngoài rạp. Hãy tham khảo top 11 phim ma chiếu rạp kinh dị đáng xem nhất 2022 để lên lịch xem phim nhé. 1. Scream 2022. Scream kể về nhân vật Sydney Prescott khi cô và những người bạn nhận được các cuộc điện thoại kỳ lạ với câu hỏi bộ phim kinh dị yêu thích của bạn là gì. Từ một kẻ giết người hàng loạt điên cuồng, trong chiếc mặt nạ trắng và áo choàng đen lớn, gọi là Ghostface. Cốt truyện Scream 5 tiếng thét 5 sẽ khác một chút so với nguyên tác. Phần tiếp theo của loạt phim kinh dị hay nhất năm 2022 sẽ lấy bối cảnh cảnh Sydney Prescott trở về quê hương của mình sau khi một loạt các vụ giết người bắt chước đáng ngờ bắt đầu hoành hành ở vùng ngoại ô yên bình. Một kẻ giết người mới đã đeo mặt nạ Ghostface bắt đầu nhắm mục tiêu vào một nhóm thanh thiếu niên để làm sống lại những bí mật từ quá khứ chết chóc của thị trấn. Scream 5 dự kiến ra rạp vào 14 tháng 1 năm 2022. 2. Orphan First Kill. Orphan First Kill là phần tiền truyện của phim ma kinh dị ngắn Orphan ra mắt hồi năm 2009. Điều đặc biệt chính là nữ diễn viên nhí Isabel Furman sẽ tiếp tục thủ vai cô bé mồ côi ST 9 tuổi với ngoại hình 23 tuổi của mình. Orphan First Kill có nội dung xoay quanh Lena Clamer, người mắc chứng bệnh hiếm với cơ thể không phát triển theo thời gian. Lena Clamer đã tìm cách thoát khỏi bệnh viện tâm thần và tới Hoa Kỳ bằng cách đóng giả cô bé ST Coleman 9 tuổi, con gái bị mất tích của một gia đình giàu có. Mẹ ruột của ST là người duy nhất phát hiện ra điều kỳ lạ và quyết tâm sẽ bảo vệ gia đình mình tới cùng. Orphan First Kill sẽ được khởi chiếu vào ngày 28 tháng 1 năm 2022. 3. Morbius. Morbius là bộ phim kinh dị, hành động hay về nhân vật phản anh hùng của Marvel, kẻ thù của Spider-Man. Bộ phim xoay quanh tiến sĩ Michael Morbius, một nhà hóa sinh học từng đoạt giải Nobel. Từ nhỏ, Michael Morbius sống chung với căn bệnh máu hiếm gặp. Trong quá trình cố gắng tìm ra một phương pháp chữa trị căn bệnh của mình, anh đã trở thành ma cà rồng. Morbius ban đầu dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2020. Nhưng sau đại dịch, Sony đã chỉ hoãn bộ phim cho đến tận 2022. 4. The Black Phone. The Black Phone là bộ phim ma kinh dị chiếu rạp dựa trên truyện ngắn của nhà văn Joe Hill. Phim theo chân Finney So, một cậu bé 13 tuổi nhút nhát nhưng thông minh. Cậu bị một kẻ giết người tàn bạo bắt cóc và bị mắc kẹt trong tầng hầm cách âm. Bỗng một chiếc điện thoại bị ngắt kết nối trên tường bắt đầu đổ chuông. Finney So phát hiện ra rằng cậu có thể nghe thấy giọng nói của những nạn nhân trước đó và họ đang cố gắng giúp cậu. The Black Phone là một bộ phim lẻ kinh dị chiếu rạp siêu nhiên được sản xuất năm 2021 do Universal Pictures phân phối tại các rạp vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. 5. Nope. Nope là bộ phim kinh dị mới nhất đáng mong đợi của đạo diễn Jordan Peele sau Get Out và US. Cho đến nay vẫn rất ít thông tin về bộ phim, nhưng có vẻ các trang mạng xã hội đều dự đoán Nope cũng sẽ mang hơi hướng giống như Get Out và US, hai phim làm về chủ đề phân biệt chủng tộc và các vấn đề trong xã hội Mỹ, được kể trong vỏ bọc kinh dị, đôi khi gây sốc cho khán giả, cùng với đó là những nhân vật kỳ lạ sống tại thị trấn tách biệt dưới một sườn núi. Nope được dự kiến ra mắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2022. 6. Dark Harvest. Dark Harvest là bộ phim kinh dị giả tưởng sắp ra mắt của Mỹ do David Slade làm đạo diễn, được truyền thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Norman Patrick. Dark Harvest lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ ở Midwestern vào đêm Halloween năm 1963. Tại đây xuất hiện một bóng ma kỳ lạ có tên là October Boy, hay còn được biết tới với cái tên Sawtooth. Peter McCormick, một học sinh trung học, đã nhận ra rằng giết October Boy là cách duy nhất giúp thoát khỏi cuộc sống bế tắc ở thị trấn này. Tuy nhiên chưa kịp hành động, Peter McCormick đã phát hiện một bí mật kinh hoàng về October Boy. Bộ phim kinh dị này dự kiến phát hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2022. 7. Don't Worry Darling 2022. Don't Worry Darling là một bộ phim kinh dị tâm lý lấy bối cảnh một cộng đồng biệt lập không tưởng ở sa mạc California những năm 1950. Florence Pugh sẽ vào vai một bà nội trợ không hạnh phúc Alice, người dần dần bắt đầu tự vấn về sự tỉnh táo của chính mình. Khi bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ xảy ra trong cộng đồng nhỏ của mình ở sa mạc California, Harry Styles sẽ là người chồng, rất đẹp như tranh vẽ của cô, người yêu cô tha thiết nhưng đang che giấu một bí mật đen tối. Bộ phim kinh dị này dự kiến phát hành vào 23 tháng 9 năm 2022. 8. Halloween End. Halloween End được cho là phần cuối, phần 13 của loạt series phim kinh dị Halloween bắt đầu vào năm 1978. Phim sẽ tiếp tục câu chuyện về Michael Myers, người đã sát hại chị gái của mình, không rõ lý do khi chỉ mới lên 6. Sau đó cậu được gửi đến bệnh viện tâm thần và không nói một lời nào kể từ đó. Cậu trở thành đối tượng của nhiều cuộc nghiên cứu cũng như là bệnh nhân của tiến sĩ Sam Loomis. Cốt truyện phim kinh dị Halloween End sẽ tiếp tục diễn biến câu chuyện trong phần mới nhất Halloween Kill khi Michael Myers trốn thoát và trở về quê hương Haddonfield, Illinois, nơi anh ta bắt đầu theo dõi Laurie Strode, Jamie Lee Curtis và bạn bè của cô. Câu chuyện có thể là cuộc đối đầu giữa Michael Myers và Laurie Strode. Bộ phim kinh dị này dự kiến phát hành vào ngày 14 tháng 10 năm 2022. 9. Hellraiser. Hellraiser là phiên bản làm lại mới từ bộ phim kinh điển năm 1987. Mang phong cách kinh dị siêu nhiên, nội dung kể về một chiếc hộp bí ẩn, nếu ai giải mã được nó sẽ mở ra cánh cổng dẫn đến địa ngục. Nơi mà một nhóm quỷ từ chiều không gian khác được gọi là Cenobite, dẫn đầu là tên ma đinh tiện hết, sẽ bước ra và thu thập linh hồn con người, giết bất cứ kẻ phàm tục nào đã triệu hồi chúng để tra tấn trong các thí nghiệm tàn bạo. Biểu tượng của bộ phim kinh dị này chính là khuôn mặt vô hồn găm đầy đinh của Pinhead, thủ lĩnh các Cenobite. Cùng sự ám ảnh khi hắn chậm rãi bước đi săn mồi với tiếng móc sắt cào xé sau lưng. Bộ phim kinh dị Hellraiser mới này được dự kiến phát hành trong năm 2022.
10. Firestarter 2022. Một lần nữa tiểu thuyết kinh điển Firestarter của Stephen sẽ được chuyển thể thành phim. Đặc biệt, dự án này sẽ có sự tham gia của Zac Efron. Trước đây, tác phẩm đã được chuyển thể lên màn ảnh vào năm 1984 với sự tham gia của Drew Barrymore, Martin Sheen và Josh 100 Sot. Nội dung bộ phim kinh dị này theo chân một người cha và cô con gái chạy trốn khỏi cơ quan chính phủ. Khi họ muốn khai thác khả năng làm bốc cháy bằng tâm trí của cô gái như một vũ khí, Zac Efron sẽ thủ vai người cha Andy McGee, người do David Kết thủ vai trong bộ phim gốc. Trong khi đó, nữ diễn viên nhí Ryan Kiera Armstrong sẽ đảm nhận vai cô con gái có khả năng tâm linh. 11. Day Here It. Theo đó, bộ phim kinh dị ngắn Day Here It sẽ trở thành bộ phim dài của đạo diễn Julian Terry. Không những thế, Julian Terry cũng là biên kịch cho bộ phim này. Ngoài ra, nhà làm phim It Follow nổi tiếng David Robert Mitchell cũng sẽ tham gia vào dự án này với vai trò biên kịch. Nội dung Day Here It xoay quanh một thực thể bí ẩn được gọi là The Sao. Bất kỳ nghe ai nghe thấy âm thanh của nó đều phải nhận kết cục bi thảm. Theo một nguồn tin cho hay, bộ phim kinh dị này sẽ có hơi hướng như bộ phim kinh điển The Bird của Alfred Hitchcock và It của Stephen King. Bộ phim kinh dị Day Here It sẽ được phát sóng vào năm 2022, tuy nhiên vẫn chưa có ngày ra mắt cụ thể. Đừng quên rủ bạn bè cùng ra rạp xem phim kinh dị nhé. Nếu thấy hay, đừng quên để lại một like và subscribe cho Laptop TCL. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.